In kỹ thuật số SIN 2006 nhận in thẻ cảnh báo cấm vận hành, thẻ cách ly, tắc out, lock out, khóa lâu tô, khóa đen chờ an toàn nhựa dẻo mỏng trong vận hành các nguồn năng lượng nguy hiểm. Đội ngũ chăm sóc khách hàng tiếp nhận báo giá in nhanh, tốc độ xử lý báo giá lên đến hàng chục khách hàng trong một phút, giúp quý khách hàng đặt in nhanh dễ dàng. Văn phòng tại 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh hỗ trợ đặt in trực tiếp.